kiến trúc xây dựng ở đây là rất là lung tung. Nó xây đủ kiểu hết trơn, ai muốn xây gì xây, thầy để cho mọi người xây. Nó không có theo cái mô hình gì mà thiên nhiên gì hết. Nó cứ sao sao. Nhà lụp xụp xây dựng nhiều quá, và hình như là chưa ngừng xây dựng, vẫn còn tiếp tục xây dựng. Hy vọng là thầy sẽ biến ngôi chùa thành một cái nơi mà nó gần gũi với thiên nhiên và động vật hơn. Đây là một cái tượng Phật rất là nguy nga trong chùa của thầy, phải nói là nhìn là ấn tượng luôn. Đây. Rồi.